môn nào đầu tiên để ghi điểm? Câu hỏi âm nhạc lớp 1 như sau. Và bây giờ là đáp án của chương trình. Đó là đáp án G. Rất tiếc là không chính xác. Đầu tiên bạn đã ghi được điểm thưởng là 500.000 đồng. Hãy tiếp tục cùng phối hợp với đồng đội của mình chọn thêm một câu hỏi số 2. Đề thi tiếng Việt lớp 1. Ai là người bạn nhỏ tiếp tục đồng hành cho câu hỏi tiếp theo? Môn nào là môn lựa tiếp theo? Đề toán lớp 2. Tiền thưởng chúng mình để tiếp tục chọn thêm một môn nữa. Thưa quý vị, câu hỏi tự nhiên lớp 2 ngay sau đây. Mời quý vị đến với đáp án của chương trình. A. Chúc mừng, chính xác. Tiếp tục chọn một bạn nhỏ nữa. Tiếp tục chọn một môn tiếp theo. Và môn tiếng Việt lớp 3 sẽ có câu hỏi như sau. Chọn quyền trợ giúp sao chép. Và bây giờ là đáp án của chương trình C. Chúc mừng, chính xác. Vượt qua câu hỏi này, bạn sẽ đến với câu hỏi tiếp theo, đạt điểm thưởng là 4 triệu đồng. Xin mời. Thưa quý vị, môn tự nhiên lớp 3 với câu hỏi như sau. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với đáp án của chương trình A. Đó là một đáp án chính xác. Chúng ta cùng chọn một người bạn nhỏ nữa đi đồng hành. Môn nào là môn lựa tiếp theo? Khoa học lớp 4. Trợ giúp tham khảo cho đi chắc. Và bây giờ là đáp án của chương trình. Đó là đáp án B. Chúc mừng, chính xác. Bạn đã có 6 triệu đồng tiền thưởng. Cố lên sẽ được 10 triệu đồng. Âm nhạc lớp 4. Và bây giờ là đáp án của chương trình C. Đó là một đáp án chính xác. Chúng ta cùng chọn một người bạn nhỏ nữa đi đồng hành.
Và bây giờ vượt qua cột mốc này, bạn sẽ có tiền thưởng 14 triệu đồng. Và đề thi khoa học lớp 5 như sau. Và bây giờ là đáp án của chữ B. Rất tiếc là không chính xác.